Vâng, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Bằng Tâm nhé. Hiện tại trong cái tình hình dịch bệnh đang diễn ra rất là căng thẳng luôn, cho nên là em biết rất là nhiều các tài xế hiện tại đang nằm xe khi đã mua xe rồi, hoặc là cũng có một số tài xế đang có dự tính mua xe nhưng mà chần chừ. Và đặc biệt ở trong cái video clip ngày hôm nay á, em sẽ hỗ trợ thông báo giá cho các bác tài xế về cái dòng xe hiện tại đang được kinh doanh tại công ty bên em ha. Thì em sẽ hỗ trợ báo giá một số dòng xe thôi. Thấy xe này sẽ báo giá xe đó để cho các bác tài xế nào nắm được dễ dàng lựa chọn cái phân khúc tải thùng của mình nó phù hợp hơn ha. Rồi, đầu tiên là con xe này, thì con xe này đã ra biển số rồi. Thì tất nhiên đậu bên đây có nghĩa là xe này là xe cũ bên em thu về cho các bác tài xế ha. Xe này là dắt X150 phiên bản đời 2019 đăng ký lần đầu là 2021 đó. Con này thì rất là ngon lành không cho các bác tài ha. Xe này thì nó khoảng 240 là lấy được xe này về, cho nên là anh em có thể thoải mái lấy thoải mái tham khảo đến trực tiếp coi xe ha. Xe này nói chung là nguyên zin hết, xe khách hàng mới chạy được đâu đó khoảng tầm 3 tháng, hơn chưa tới 3 tháng nữa, chạy được có 4 dạng à. Xe ngon lành đàng hoàng đó. Còn nếu các bác tài nào muốn lấy xe chưa qua đời chủ thì đây chắc X150 phiên bản cũng như vậy luôn, không khác gì hết trơn á đó. Phiên bản là 2019, nếu các bác tài mua tất nhiên sẽ là đăng ký lần đầu 2021 rồi, cũng là phiên bản thùng kính cánh dơ cho các bác tài xế ha. Đó, không khác, hai này là chung một lứa đi ra hết đó. Thì xe này thì con này nó ra giấy tờ á, thì đang ở mức giá là 350 triệu, xe thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ nha. Thì nó tăng giá hơn so với cái thời điểm trước khoảng đâu đó 15 triệu á đó. Kế tiếp phiên bản tải thùng với cái mức tải là 1,9 tấn và 3,5 tấn dắt là 200 đó. Phiên bản này thì nó chưa ghi số loại do là mới đưa xe về đó, cho nên là anh em muốn lấy tải 1,9 tấn hay là lấy tải 3,5 tấn đều được hết. Xe này là xe thùng kính nha các bác tài. Nó mặt ca lăng của nó rất là đẹp ha, nhìn rất là sang trọng, thiết kế theo kiểu châu Âu. Thì xe dắt hiện tại so với cái thời điểm cách đây khoảng tầm 26 27, cái đời mà cái mẫu mà loại mẫu trò đầu tròn á, 27 26 27 28 á, đúng rồi, cái mẫu đó thì là mẫu đầu tròn, hầu như là gần như là không ít tài xế nào xài nữa, và nó chuyển sang cái loại đầu vuông thế này. Đầu tròn đầu vuông tất nhiên là trên giá tiền nha, đó là chuyện đương nhiên rồi, nhưng mà nó đổi lại là được cái mẫu thiết kế nó đẹp hơn, hiện đại hơn, và nó gần như là fit những cái lỗi lúc trước mà xe tải dắt đầu tròn nó phạm phải đó. Thì anh chàng này là ta coi thùng kính đúng không? Đó, thùng kính con này là có cửa hông nha các bác tài. Thùng kính có cửa hông, thùng dài con này là được 4,380 chiều rộng, rộng cao là 1,9 m, rộng là 1,860 m. Đó, xe này thì con này đang ở bán ở mức giá là 442 triệu, xe và thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ ha. Cái này nó hơi bị gắt, mở hơi khó thôi. Chúng ta sẽ quay trực tiếp con này sao nha. Đó, thùng này thùng một lớp nha các bạn, thùng hai lớp, ở trong là tôn kẽm, ở ngoài là inox, nó là như vậy. Em cũng đã từng bán một vài chiếc về chợ Bình Điền đó. Cái này là ở phía sau xe nè, thấy không? Nói chung là xe thùng kính này chạy ok, ngon lành, tài xế mua con này cũng khá là nhiều đó, cho nên anh em yên tâm nhé. Và em đã từng bán một con này về chợ Bình Điền, gần nhất là ở đây, ở gần công ty em luôn, để chở hàng tôm cá đó. Rồi tiếp tục một cái tăng binh mới, một tăng binh mới đến từ dòng xe tải Vinamoto với tên gọi là Nissan Captur. Thì anh em chắc không cần phải giới thiệu nhiều đâu ha. Con này thì đời của nó đời 2018, đời 2018 thùng của nó sẽ là thùng dách tôn, nó thùng sắt, kêu bằng là thùng sắt dách tôn, không có option gì cả.
thì cái tất nhiên là con này giá của nó sẽ nhẹ hơn. Con này giá xe thùng của nó có 405 triệu thôi, đang được khuyến mãi là 10 triệu á, là đồng chứ giá chính xác của nó là 415. Thì do cái tình hình dịch bệnh cho nên là giá xe con này giảm xuống 10 triệu, còn 405 ra giấy tờ là nó khoảng tầm 400-420 là có thể lấy được con này đời 28 nha. Đó, tiếp tục đối với cái phiên bản đời cao hơn đời 29 thì là Nissan Captur loại 3,5 tấn, thùng dài 4m230. Đó thì nó sẽ có trang bị thêm cho mình là cái con lươn inox, cái khung thùng inox và cái bao bẩn cũng là inox luôn. Đó, kể cả có ốp trụ cũng là inox đây. Đó, rất là tuyệt vời ha. Xe này thì nếu mà con này hiện tại đang được bán với mức giá là 435 triệu, xe và thùng chưa bao gồm chi phí giấy tờ, nó là như thế. Con này cái giấy tờ khoảng tầm là 455 triệu ấy. Đây là chi phụ hiệu là bao tay lái, hàng lốp sàn là đầy đủ hết cho các bác tài. Đó, này là cái phần thiết kế sau đuôi của nó. Đó, nói chung là làm inox thì rất là đẹp ha. Thì đặc biệt nha, dòng anh chàng này đó thì nó được khuyến mãi riêng, nó riêng cái dòng xe này là được khuyến mãi gói bảo dưỡng 5 triệu nha. Có nghĩa là bo trơn cái mở bò 4 bánh nè, bo trơn mở bò nè, bánh trước bánh sau 4 bánh, rồi thay lọc nhớt, lọc dầu thay nhớt, rồi thay cái kêu bằng làm thay nói chung là full xe luôn á. Bảo dưỡng lần đầu tiên là bảo dưỡng con xe làm sao cho nó chạy ok nhất là sẽ được gói gọn trong vòng 5 triệu đó các bác tài, không cần phải tính thêm một bất kỳ một cái chi phí nào cả, kể cả tiền chi phí thợ thầy. Đó, đút xe mua xe xong là chạy khoảng tầm 1,5 ngàn cây, 1,000-1,500 là đút xe vô đại lý gần nhất của bên em. Khi mà mua xe em sẽ hỗ trợ cho các bác tài biết được cái chi nhánh gần nhất của em ở đâu ha, rồi vô bảo dưỡng xe không tính tiền, thoải mái. Đó, tiếp tục cũng là một cái dòng xe mới nữa của Jack phiên bản đời 2021, cũng có khoảng hơn gần một tháng hơn á, là dòng xe Jack này hiện tại nó bị cháy hàng, cho nên là anh em mua xe á phải chờ rất là chờ khá là lâu. Giờ xe nó về rồi. Này, con này thì mã số lỗi của nó là sẽ là tải 3,5 tấn, tải 3,5 tấn nha, thùng mưa bạc. Đó, cũng là thùng sắt. Đó, thì bạc kính hiện tại đang có sẵn cho các bác tài. Đó, màu trắng, màu bạc, màu xanh đều có hết, nhưng ưu tiên màu trắng cho các bác tài nha. Nghĩa là ưu tiên màu trắng có sẵn nhau ngay, còn mấy màu kia thì em chưa chắc. Đó, nếu mà muốn mấy màu kia thì bắt buộc là phải sơn màu, hơi chờ hơi lâu thôi. Đó, rồi quên báo giá luôn nữa. Con này thì hiện tại đang được bán với mức giá là 440 triệu nha các bác tài, 440 triệu thì nó trên với cái con hùng kính là 5 triệu. Đó, rồi tiếp tục. Đây là hai anh chàng, đầu tiên là phao con này cái tải, mức cửa tải nó là 8,3 tấn nha. Hùng dài 8,3 tấn, hùng dài 8,7 m. Đó, rồi rất là dài luôn. Con này thì giá nó tên 800 đời 2021, thùng inox gần, nó đóng kiểu cái thiết kế của nó là bên công ty em ra phiếu, cho nên là nó y chang cái con Nissan vậy đó, cũng là xe thùng con lươn khó tôm bao bẩn inox, nói chung là mọi thứ hết còn lành đàng hoàng. Tiếp tới là anh chàng dắt nhập này thì nó là cái phiên bản mới vừa về công ty của em khoảng đây khoảng làm hơn đâu đó gần 2 tuần. Đó, mới vừa về luôn, màu xanh rất là đẹp luôn, rất là thích hợp cho tài xế nào có vợ là mạng thủy. Đó, mạng thủy điềm đạm nhưng mà một con xe rất là khỏe mạnh màu thủy. Đó thì xe này thì giá xe thùng con này hiện tại đang được bán với mức giá là 910 triệu nha các bác tài, 910 triệu chưa bao gồm chi phí giấy tờ. Thùng của nó được dài là 8,2 m, do con này tải trọng của nó là 9 tấn. Đó, thùng ngắn tải cao, nếu không muốn lấy loại thùng này thì là lấy loại thùng thùng dài thì tải thấp thì loại 7,6 tấn, thùng dài 9,6 m cũng có luôn ha. Rồi tiếp tới là xe này là xe của chú Tư ở Tiền Giang. Con này em thì chắc có gần dịch bớt rồi em sẽ tiến hành giao con xe này về cho chú Tư, thì em cũng xin được giới thiệu luôn, nếu mà anh em nào muốn mua xe Hyundai này thì hiện tại đã có xe taxi sẵn
để lên thùng ha. Muốn lên thùng gì thì yêu cầu qua Zalo với em đi, rồi em sẽ hỗ trợ báo giá chính xác cho bác tài tiền nào của đó thôi. Cho nên là chi phí vật tư nó sẽ dựa theo cái nhu cầu của bác tài đưa ra, nó là như thế. Taxi thì có sẵn nhưng mà xe thùng tiêu chuẩn thì không, hiện tại là không có sẵn nha. Muốn thì là đóng theo nhu cầu thôi đó. Rồi con này thì con này nó ra giấy tờ nó khoảng tầm đâu đó 440 là ra giấy tờ được trong cái thời điểm hiện tại, tại tăng giá so với cái thời điểm lúc trước rồi đó. Em báo luôn cho bác tài nhé, ai mà nghe cái giá của em xong nếu mà thấy ok thì cứ liên hệ trực tiếp, còn thấy giá nó cao quá còn chỗ khác báo giá thấp hơn hay như thế nào đó thì có thể liên hệ trực tiếp chỗ khác. Nhưng mà em không đảm bảo là tiến độ giao xe nó sẽ nhanh gọn như bên em, cũng như là cái chế độ hỗ trợ và bảo dưỡng cũng như là các thủ tục nó có lằng nhằng hay không. Cái đó là em sẽ đảm bảo cho các bác tài là bên em sẽ làm hỗ trợ rất là nhiệt tình và cho các bác tài có thể dễ dàng lái xe nhất, chứ không như cái chỗ khác nó hạ giá xuống rồi nó ngâm cọc cho các bác tài. Nó là đang xảy ra rất là nhiều cái trường hợp như thế khi mua xe tải trong thời điểm dịch bệnh hiện tại. Rồi thì hiện tại nói chung là cái video của em nó khá là dài rồi, cho nên là em xin được kết thúc cái video tại đây. Anh em nào có nhu cầu mua xe, tham khảo xe có thể liên hệ trực tiếp để ủng hộ em nhé. Rồi vâng, em xin chào tất cả các bác tài.